khởi đại hiếu mục kiền liên bồ tát, kính bạch quý tôn đức chứng minh, kính thưa pháp hội đạo tràng, liên đăng soi chiếu khắp mười phương, trí tuệ từ bi tỏa ngát hương, thắp lên ánh sáng diệu quang ấy, lợi ích nhân thiên và cát tường. Trong pháp hội Vu Lan Thù Thắng tại Việt Nam Quốc Tử, những ngày qua tất cả quý tôn đức tăng ni và chư thiện nam tín nữ Phật tử đã nhất tâm thành kính trì tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu Địa Tạng Tôn Kinh Mục Liên Sám Pháp. Mỗi trái tim hiếu đạo đã thắp lên ánh sáng an lành thanh tịnh của đại lễ Vu Lan Phật lịch 2568. Đây cũng là nguồn năng lượng lớn được chế tác từ tâm hiếu, hạnh hiếu, đạo hiếu của người con Phật, để cùng hướng về cầu nguyện quốc thới dân an, âm siêu dương khánh, phụ mẫu hiện đời tăng long phước thọ, cửu huyền thất tổ thoát hóa siêu thăng. Đêm nay 11 tháng 7 năm Giáp Thìn, trong không gian trang nghiêm lắng đọng, tất cả chúng con xin nương theo oai thần diệu lực của mười phương tam bảo, thành tâm thiết lễ phóng liên đăng. Mỗi ngọn đèn được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm niệm thiện lành, một năng lượng an lạc gửi tới người thân và tha nhân muôn loại. Cứ ngỡ rằng thời chiến đi qua, biết bao anh hùng phải đổ xương máu, dũng cảm hy sinh đổi lấy hòa bình, cho quê hương Việt Nam tươi màu nắng đẹp, sẽ không còn những tiếng khóc than. Nhưng có ai ngờ, cũng khoảng độ này, mùa thu năm Tân Sửu 2021, một giấc mộng vô cùng khủng khiếp, tai ương dịch bệnh SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng hàng chục người thân yêu của chúng con nơi mảnh đất thành phố này. Biết bao chiến sĩ áo trắng, quân nhân, tăng ni và đồng bào các giới gác lại việc riêng, tình nguyện tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch, để rồi có người đã mãi mãi ra đi, bỏ lại con thơ, gia đình, người thân mà không lời từ biệt. Nỗi đau của người ở lại cứ ngập ngùi, thầm tiễn bóng người đi trong cô quạnh, khóc chẳng thành tiếng, gọi chẳng nên lời. Bởi thế mỗi độ Vu Lan về, chúng con xin nguyện cùng nhau chia sẻ nỗi niềm mất mát, thắp sáng ngọn lửa yêu thương, cảm thông với người ở lại. Hương linh được bình yên nơi cảnh giới bên kia, chứ anh linh liệt sĩ mãi mỉm cười với tổ quốc thân yêu. Chúng tử cô hồn được nhẹ nhàng thoát khổ. Hôm nay đốt nến tâm thành, nguyện cầu muôn loài thoát nhanh khổ hình, nhờ pháp Phật siêu sinh tịnh độ, phóng hào quang cứu khổ độ u, rắp hòa tứ hải quần chu, não phiền chút sạch oán thù
giữa không. Giờ phút này đây, nơi đàn tràng thắng hội, đèn nến trang nghiêm, khói trầm quyển tỏa, chúng con cảm nhận được sự mầu nhiệm hộ trì của Đức Từ Phụ Thế Tôn, sự thiêng liêng cao quý của chánh pháp cao thâm, sự thanh tịnh uy nghiêm của ngôi tăng bảo khả kính. Xin cho chúng con được thành tâm chắp tay hướng về ngôi phương trượng chùa Huệ Nghiêm, cung kính đảnh lễ sự chứng minh cao quý của Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Bậc Thạch Trụ Tổng Lâm, chứng minh Đạo Sư của Phật Giáo Thành Phố. Tại Pháp Hội Vu Lan, hiện tòa đạo tràng, xin cho chúng con được chắp tay kính lễ trưởng.